Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 8, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất kỳ vọng với truyền thống 74 năm xây dựng và phát triển, nhà trường sẽ luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để ngôi trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ là niềm vinh dự, tự hào của học sinh khi được học tập dưới mái trường. Thăm cơ sở vật chất, nói chuyện với cán bộ giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự phát triển của nhà trường trong 74 năm qua, đưa nhà trường trở thành cái nôi đào tạo giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Nhất là giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông của nhà trường đạt 100%, đỗ đại học trên 90%, nhiều học sinh nằm trong top đầu của toàn quốc, trong đó có 96 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 19 học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Đội ngũ cán bộ giáo viên vượt chuẩn trên 50%. Nhà trường đã hợp tác với các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước để nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020-2021, nhà trường có 37 điểm 10, riêng môn ngữ văn có 4 thí sinh đạt 9,5 điểm. Số học sinh có tổng 3 môn xét tuyển đại học từ 26 điểm trở lên là 300 lượt học sinh. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, số học sinh giỏi quốc gia của nhà trường giảm mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, có bột mới gột nên hồ, đào tạo cần có quá trình tích lũy. Vì vậy, từng thành viên ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên cần tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, biết tận dụng thời cơ, trau dồi chuyên môn phẩm chất, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, nhưng phải có sự cạnh tranh trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Có buộc mới gọi được liên hồ, mà nếu như mà giáo dục phổ thông cơ sở, phổ thông trung học không tốt thì làm sao dân đại học tốt được. 150 chồng người cơ mà, nó phải có từng bước, cái gì nó phải có quá trình hết, không phải là vươn vai đã trở thành thánh gióng, đấy là truyền thuyết thôi. Cái gì chúng ta phải có quá trình tích lũy. Thì tôi yêu cầu là ban giám hiệu, các đồng chí phải là hạt nhân đoàn kết, phải đứng ra kiện toàn, làm tốt cái công tác tổ chức cán bộ, chúng ta đứng lên bục giảng. Chúng ta phải suy nghĩ, không chỉ chúng ta truyền thụ kiến thức cho các con, mà chính chúng ta là cái gương, cái hình mẫu để các con noi theo. Chúng ta không chỉ trau dồi về chuyên môn, mà chúng ta phải trau dồi cả về đạo đức, duy trì sự đoàn kết, thống nhất, rất tốt. Nhưng mà trong sự thống nhất đấy, nó phải có cạnh tranh. Khi chế có rồi, công chí làm mạnh, có vào có ra. Thì tôi thống nhất rất cao các ý kiến các đồng chí, đầu vào phải lựa chọn kỹ lưỡng. Vì ông chí là trường chuyên cơ mà, cái anh chí đầu đàn cơ mà, phải chọn được những em thực sự xứng đáng vào học ở đây. Để làm sao các em học ra học và phải thấm nhuần cái việc mà hôm nay các em tự hào về trường. Ngày mai các em ra trường thì trường tự hào về các em. Đối với kiến nghị của nhà trường về việc xây dựng các chế độ chính sách nhằm thu hút học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, giáo viên giỏi về học tập, công tác tại trường, nhất là học sinh dân tộc, kinh phí bồi dưỡng học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế, cơ chế xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc xây dựng một đề án nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ theo hướng đồng bộ hiện đại, góp phần bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, bồi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và của đất nước. Tôi đề nghị thành lập một cái tổ, anh chưa ạ? Anh làm tổ trưởng đây. Nó chậm quá, chị tuyến trực, thì còn các sở ban ngành tham gia vào viết về đề án về cái nâng cao cái chất lượng mũi nhọn của cái trường này, của cả tỉnh, trong đó có trường này là hạt nhân từ cấp 2, cấp 3. Thì trong đó là riêng cả cái trường chuyên rồi, nhưng mà cũng phải có cái đào tạo mũi nhọn để làm sao mà chúng ta có những cái đào tạo cho những học sinh giỏi mà ngang tầm quốc gia rồi đến từng bước vào quốc tế. Thì tất cả mọi việc từ cơ sở vật chất ra sao, đội ngũ giáo viên thế nào, tuyển các cháu vào ra sao, phân ban thế nào, học sinh giỏi ra sao, học chuyên thế nào, rồi đãi ngộ với đội ngũ giáo viên thế nào, đội ngũ cũng như đội ngũ chuyên gia ra sao. Thì tôi đề nghị là nghiên cứu một cái đề án, được chưa ạ?
di chuyển cái trường này đến một địa điểm phù hợp. Diện tích, cái nói là khoảng độ nhỏ như thế này, tôi không đồng ý cái chuyện này. Ít nhất là phải trên 10 hectare. Thì cái cơ sở vật chất rộng rãi của chúng ta là phải để cho chúng ta nhìn cái hoạt động tương lai của chúng ta về lâu dài như thế. Trao đổi, chúng ta vừa có nguồn thu, vừa có kiến thức, vừa có quan hệ. Tại sao không làm? Vì chúng ta là trường công, chúng ta không có điều kiện thì chúng ta phải khai thác được cái tỉnh miền núi ở chúng ta gì? Rộng, chúng ta có thiên nhiên mà chúng ta gần Hà Nội. Hoàn toàn các đồng chí có thể làm được cái nguồn thu. Chứ bây giờ Hà Nội lên đây, nó đã ở trường tầng này, như hung hút rồi, lên đây lại như trường tầng như lúc thì nó sao hợp tác được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục cần chuẩn bị thật tốt lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, dạy học an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và cần có phương án triển khai cụ thể bám vào nghị quyết số 29 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.